Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Duyên ở hệ thống nha khoa Hoàng Dung. Chủ đề của video hôm nay mình sẽ nói về những công việc cần làm trước khi bạn chỉnh nha tại phòng khám. Buổi đầu tiên bạn sẽ được các bác sĩ thăm khám trong miệng để phát hiện những cái vấn đề về cung răng, về môi nha chu, về phanh môi, phanh lưỡi hay những cái tật giống như tật thở miệng hay tật đầy lưỡi của bạn. Tiếp đến là các bác sĩ sẽ chụp ảnh trong miệng để có một cái dữ liệu phân tích rõ ràng hơn. Tiếp theo các bác sĩ sẽ lấy dấu ở trong miệng cho bạn. Và bước tiếp theo bạn sẽ được chụp ảnh mặt để phân tích mô mềm, xem mặt bạn có bị lệch hay không, có vấn đề gì không, có cằm lùi không, vị trí của đỉnh cằm và rãnh cằm như thế nào, từ đó sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn. Bước tiếp theo là bạn sẽ được chụp phim X-quang. Thông thường bạn sẽ được chụp hai phim X-quang, thứ nhất là phim toàn cảnh để phát hiện những cái vấn đề bất thường về xương, về răng, về chân răng nằm trong xương, và chụp một phim mặt nghiêng. Cuối cùng các bác sĩ sẽ tổng hợp dữ liệu, đưa ra chẩn đoán, kế hoạch điều trị, mất khoảng 2-3 ngày và hẹn bạn đến một lần nữa để đưa ra cái kế hoạch điều trị cụ thể và chi tiết cho bạn. Từ đó bạn sẽ biết được cái tình trạng răng miệng hiện tại của mình, giúp bạn giải đáp những thắc mắc băn khoăn và giúp bạn tin tưởng hơn vào quá trình điều trị. Chúc bạn sớm có một hàm răng khỏe đẹp. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Duyên đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung.